Ngày 20 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Kim Long, 31 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long, 16 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, vào trưa ngày 28 tháng 12 năm 2021, Đặng Phương Nam ngụ ấp Phú Ninh, xã Song Phú, huyện Tam Bình cùng với bạn là Lê Bảo Vũ, Hồ Minh Nhật, Trương Quốc Trọng nhậu tại nhà. Đến khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, lúc cả nhóm đang nói chuyện thì Huỳnh Văn Thành điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Thái Long đi ngang nên nhóm kêu vào nói chuyện. Một lát sau, Bảo Vũ nói với Nam muốn test thử xe và nổ máy nẹt vô xe chạy xuống lề lộ, rồi tăng ga giở bánh trước lên hạ xuống và chạy xe trên đường nội bộ từ nhà Nam ra khu nhà trọ Thanh Xuân giáp quốc lộ 1 rồi vòng lại nhà Nam. Lúc này Kim Long ở trong nhà không ngủ được nên ra nhắc nhở, làm gì mà chạy ngang đây nẹt vô hoài vậy, tối rồi để người ta ngủ. Nam trả lời, đâu có đâu, con chạy xe ra đây để mua đồ rồi bỏ về nhà. Nam về kêu Bảo Vũ lấy hung khí cùng mình đi tìm Kim Long tính sổ. Đến nơi, Nam và Bảo Vũ cầm hai thanh gỗ đi đến nhà Kim Long, đập vào hàng rào, cửa nhà chửi thề và đe dọa Kim Long. Lúc này, anh Cao Hoàng Vũ nghe tiếng đập phá nên ra xem thì bị Nam và Bảo Vũ dùng miếng gỗ đánh. Hồ Minh Nhật cũng chạy đến đánh anh Hoàng Vũ. Kim Long từ nhà đi ra thấy anh Hoàng Vũ bị đánh nên đã dùng lưỡi kéo tấn công Nhật và Bảo Vũ dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Kim Long đã đến công an đầu thú. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.